Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ Đào Văn Hùng, viện kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông chi nhánh Bình Dương, kế chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Vĩnh Thái mắc đau do viêm khớp gối. Thưa quý vị, có lẽ bệnh viêm khớp gối không phải là cái tên quá lạ lẫm đối với chúng ta, song không phải ai cũng hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản về bệnh này. Đây là bệnh liên quan đến xương khớp. Chúng là tình trạng khớp gối bị viêm nhiễm, khiến cho vùng xung quanh đầu gối bị đau buốt và tê nhức. Tình trạng này xảy ra khi phần sụn khớp bị thô ráp do quá trình bào mòn khiến khớp xương cọ sát vào nhau, gây sưng viêm đầu gối. Viêm khớp gối gây ra những cơn đau buốt dữ dội, đặc biệt là khi vận động chi dưới. Chúng ta đều biết rằng khớp gối là một loại khớp có cấu tạo rất phức tạp. Nó hoạt động được nhờ vào sự phối hợp của các bộ phận gân, cơ, sụn khớp, dây chằng và bao khớp. Bệnh viêm khớp gối xảy ra khá phổ biến trong các loại viêm khớp bởi đây là vị trí tiếp giáp, nơi liên kết ba xương chính của cơ thể: xương ống chân, xương đùi và xương bánh chè. Viêm khớp gối có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý xương khớp nguy hiểm. Chính vì thế, nếu như bệnh không được sớm phát hiện và có biện pháp chữa trị kịp thời, sẽ gây ra những biến chứng khó lường. Biến chứng viêm khớp gối nhẹ thì đau đầu gối kéo dài, hạn chế vận động. Biến chứng nặng sẽ gây ra biến dạng khớp, thậm chí là teo cơ hoặc bại liệt suốt đời. Thông thường, hệ quả của bệnh viêm khớp gối là những cơn đau từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng đến lao động và sinh hoạt của người bệnh. Một số triệu chứng điển hình của bệnh gồm sưng đỏ, nóng, cứng khớp khi sáng sớm và khi hoạt động mạnh, mất ổn định khớp, mất khả năng duỗi thẳng khớp đầu gối, vận động khó khăn, hoặc tình trạng khớp phát ra tiếng kêu răng rắc, lục cục khi vận động. Ngoài ra, nếu bệnh nhân bị viêm khớp gối ở giai đoạn nặng, còn có thể xuất hiện tình trạng không di chuyển hay đứng thẳng được. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm khớp gối như do ảnh hưởng của tuổi tác, phần lớn người cao tuổi thường gặp phải, tuy nhiên mỗi người có mức độ khác nhau. Do ảnh hưởng của các bệnh lý khác như loãng xương, gút, viêm gân, viêm màng bao hoạt dịch khớp. Do ảnh hưởng trong quá trình lao động, làm việc nặng gây tổn thương khớp gối dẫn đến viêm. Ngoài ra, người thừa cân béo phì không có chế độ vận động hợp lý gây ảnh hưởng đến xương sụn khớp gối và gây viêm. Có thể nói, bệnh viêm khớp gối dù về lâu dài không gây chết người nhưng lại làm giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí gây mất khả năng lao động, sinh hoạt. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị hội chứng viêm khớp gối. Trong đó, phương pháp kế chỉ cắt gút của Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông được đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu hiện nay. Kế chỉ là phương pháp sử dụng chỉ cắt gút tự tiêu, thời gian kế chỉ ngắn, không được gây đau đớn lại tiết kiệm chi phí điều trị, đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng và chữa trị. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp kế chỉ rất hiệu quả này. Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.